Vậy thì giờ này đã có quên thật đôi buồn không đâu, quên cái góc em đã từng ôm nhau, em cứ đến bên anh ta tức chỉ lo em đánh đau, nhưng mà bắt cả em được tiêu lắm, sao em phải nói đâu đó thì buồn, nghe người ta nói thương em nhiều lắm, mà lúc em mình không biết gì luôn, anh ta lúc quay đầu có để đâu, có không? Giờ nói tại đâu, muốn say rồi tới bảy, em đâu muốn yêu người như vậy đâu, những chuyện này anh dám làm to, có yêu em không mà cũng chẳng đâu. Giữa em lần đi trên không gian lo, vì anh dám thay đổi luôn cả họ. Nhớ lần trước mà em gọi anh, em còn dữ lắm mới tình quen á. Nhưng thật sự em là một tội nhân, anh yêu tất cả những gì em có. Nói những tình yêu này, mà em vẫn tìm xem. Có khi nên hoan hỉ, nhưng mà lần thứ mấy đó em. Anh có lần em, anh còn có lần em. Anh đang có lần em, để anh giúp tình em. Chương trình soi sắc em mãi là một cô gái đẹp tinh tiết tượng tình anh lái công chắc, nên đối với những gã theo đuổi em anh luôn làm một cái ca trong mắt của họ. Muốn tức khu găm cầu, muốn đi ra vai cầu, thằng đàn ông anh nuôi chỉ lớn đã biết tình yêu và đi làm còn sau này còn lo cho ba má tương lai của em nhỏ. Một vòi son để anh tô lên môi và chẳng ai cho em chút gì một hay sao bờ môi em cô đơn. Phong hoa đất Sài Gòn anh ta thường hay phai nọ hoài. Anh nhìn người ta vẻ hoa vẻ lá tích lý màu mè từng mùa xuân. Còn anh cho em căn nhà vững chắc thì em nghĩ bỏ là chạy dịch chân. Chỉ thương bó tài trời bằng bất thương. Giờ em vẫn nói nhưng để lại sâu trong tim anh vết sẹo lòi. Anh chúc em hạnh phúc nhưng hai ngày sau em đặt phút thật rồi. Cái kết này thật tồi người ta vừa quan cầm trâu mà em đã gấp được hồi. Xin ra anh hát anh cạnh em. Mày chó chị đi mày chó 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 mày